Đám cưới Trường Giang, Nhã Phương, nam em buồn bã ngồi hát linh tinh, Quế Vân không còn chi nói nữa. Vào tối ngày 25 tháng 9, hôn lễ của Trường Giang, Nhã Phương đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới lớn tại thành phố Hồ Chí Minh với hàng trăm vị khách mời, trong đó có rất đông các nghệ sĩ. Cặp đôi yêu nhau 3 năm nhưng trải qua không ít sóng gió bởi Trường Giang liên tiếp vướng vào scandal tình ái với Quế Vân, nam em, Khánh My. Anh mới khó khiến vợ chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần. Nhưng cuối cùng Nhã Phương và Trường Giang cũng có một cái kết đẹp khi quyết định về chung một nhà. Bên cạnh thông tin về lễ rước dâu, không gian tiệc cưới thì phản ứng của các người tình cũ Trường Giang như Quế Vân, nam em cũng được cư dân mạng quan tâm. Trong ngày vui của Trường Giang, Quế Vân có chia sẻ clip và lời bài hát "Anh yêu em vào cõi chết". Ngoài ra Quế Vân cũng viết status "Em yêu anh không còn chi nói nữa". Cách đó ít ngày, Quế Vân cũng gây chú ý khi trải lòng. Khi yêu một ai đó thật lòng, bạn mới biết sức chịu đựng của mình thật trâu bò. Ở dưới phần bình luận có cư dân mạng hỏi, giờ vẫn còn yêu à? Quế Vân đáp trả, hết lâu rồi. Nhiều người cho rằng phải chăng Quế Vân tiết lộ đã hết yêu Trường Giang. Trong khi đó, một fanpage chuyên bóc chuyện showbiz bất ngờ chia sẻ bức ảnh nam em bị bắt gặp ngồi ăn ở một quán vỉa hè tại quận 7. Nam em ngay lúc này tại quận 7, nghe nói là khuôn mặt vừa buồn vừa hát linh tinh, một người đau, một người hạnh phúc, fanpage này cho biết. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhận được sự chú ý của công chúng với 40.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Nam em từng gây sóng gió khi kể chuyện tình với Trường Giang. Hoa Khôi đã thừa nhận hẹn hò với Trường Giang trong một tháng vào đầu năm 2018. Cô cho biết mình đã chìm đắm quá vào tình yêu, đến mức khó có thể thoát ra được. Khi thông tin Trường Giang kết hôn cùng Nhã Phương được công bố, nam em đã chúc mừng hạnh phúc cho tình cũ. Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ Trường Giang cũng đã là chồng người ta và vô cùng hạnh phúc bên người bạn đời Nhã Phương. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdẹp.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.